Ok, hello, xin chào mọi người nhé. Lại là Chiến này. Để cứ đến chủ nhật hàng tuần, Chiến sẽ lại làm clip cho mọi người xem. Thì nào hôm nay mọi người nhé, thì cái tiêu đề của clip là gì thì Chiến cũng đã viết cho mọi người xem rồi. Chiến cũng muốn nói thêm một vấn đề ở đây ấy, là Chiến xin cảm ơn anh chị em, cô dì, chú bác, những người đã luôn quan tâm, ủng hộ Chiến trong suốt thời gian vừa rồi. Thì kênh của Chiến nó cũng sắp đạt đến cái mốc là 10.000 người theo dõi rồi. Thì Chiến cũng nói thật luôn rằng là sau khi đặt mình 10.000 người theo dõi thì Chiến sẽ nghỉ YouTube. Còn đâu bây giờ thì Chiến sẽ phải làm video cho mọi người xem nhé. Mọi người xem video của Chiến thì cho Chiến xin một like, một chia sẻ và một đăng ký kênh ủng hộ Chiến nhé mọi người nhé. Bây giờ đi thực hiện được clip thôi. Let's go. Ok mọi người nhé. Như thế là hôm nay là Chiến đã mua được những cái loại đồ chơi sau này. Thứ nhất là kẹo pháo Pokemon này. Một gầy này của nó là gồm có 40 con với 5 hàng, mỗi hàng là 8 con, mọi người nhìn đẹp chưa? Này. Đấy. Nhìn con Pikachu này. Đấy. Đây, tiếp theo sau đấy là một loại khác. Mọi người nhá, tiếp theo sau đấy là một cái loại pháo hình đồ hình cái con khủng long này. Chứ cũng chưa biết nó như thế nào. Giờ Chiến sẽ quay lên và đốt cho mọi người xem nhé. Đây trong này nó có 12 PCS này, đây này. 12 PCS tức là 12 cái. Còn một loại nữa Chiến sẽ quay tiếp cho mọi người xem. Mọi người nhé, đây là một loại nữa. Một loại này thì nó Chiến mua ở trên Shopee. Ba cái loại hôm nay Chiến được mua trên Shopee hết. Nó có hai loại. Nhưng mà Shopee bảo ghi trên đấy là bán là hai loại này nó là như nhau. Thế nhưng mà Chiến không biết nó gọi là nó là gì, chỉ biết gọi nó là tôi cứ gọi là pháo Iron Man đi. Nếu có hình Iron Man ở đây thì gọi là pháo Iron Man đi. Nó ghi ở đây là 50 PCS. Ở đây cũng là ghi là 50 PC tức là 50 PCS, tôi như bên này viết tắt mọi người. Thì bây giờ Chiến sẽ khám phá và chơi từng loại cho mọi người xem nhé. Trước tiên ấy, Chiến sẽ chơi cái loại này trước. Đầu tiên Chiến sẽ chơi cái loại kẹo pháo Glena đây mini Golofan Bone này. Lắc này. Bây giờ Chiến sẽ chơi cái loại pháo Pokemon này trước cho mọi người nhé. Mời quý vị và các bạn cùng đón xem nhé. Đây mọi người nhé. Chiến vừa tách ba cái cục này ở cái túi này cho mọi người xem. Bây giờ Chiến sẽ chơi ba quả trước cho mọi người xem nhé. Mọi người nhé. Chiến mua ở bên tiệm tạp hóa người ta có bảo là chỉ cần mình đập vào cái này, tác dụng một lực vào cái này nó sẽ sau một lúc khoảng vài giây nó sẽ phát nổ mọi người nhé. Chiến sẽ đập này. Thì ra là thế. Này, trong này nó có cái gì mọi người này. Rồi. Nổ bé lắm mọi người ạ. Xem con này mọi người nhớ đeo tai nghe vào nhá. Thì vừa rồi mọi người vừa thấy cái này nó phát lổ rồi đúng không? Bây giờ Chân sẽ chơi một lần hai cái cho mọi người xem. Đây. Hai con này. Chân sẽ đập một lúc hai con này cho nó lổ với mọi người nhá. Mọi người xem này. Hỏng rồi. Trời ạ. Điếc tai mọi người ạ. Mọi người ạ, cái cục này nó vừa nãy nó nổ to quá. Thế Chiến vừa bị mẹ Chiến mắng rồi. Thì mọi người ạ, thì cái túi này của nó nhá, không phải là cái quả nào nó cũng nổ đâu. Có viên thì lỏ nhưng có viên thì xịt đó mọi người ạ. Theo Chiến cảm nhận thì nó là như vậy. Bây giờ Chiến chơi cái loại khác cho mọi người xem nhé mọi người nhé. Ok tiếp tục mới nhé. Tiếp sau là sẽ đến cái loại pháo Pop Pip Pop này. Đây pháo gọi là pháo Iron Man đi. Bây giờ Chiến sẽ huy nó ra và tự chơi nó cho mọi người xem. Nhưng mà bên trên đấy họ ghi là cái loại này là chỉ cần đáp nó cũng lỏ rồi. Nhưng mà cái loại này cái tiếng lỏ của nó chỉ nhỏ như tiếng mình vỗ tay thôi mọi người ạ. Rất là bé luôn. Đợi Chiến một chút. Mọi người nhìn đẹp không? Mọi người nhá. Thì sau khi mà Chiến khui nó ra thì bên trong nó như thế này, trông nó như thế này. Đấy. Theo như bên trên đấy họ còn nói là cái loại này chỉ cần đáp đi thôi, còn ném xuống đất là nó cũng đã gây ra tiếng lỏ rồi. Cái này là mọi người bảo là thấy trên đấy họ ghi là tiếng lỏ của nó chỉ như tiếng mình vỗ tay thôi mọi người. Đợi Chiến tự đáp xuống đất xem nó nổ như thế nào cho mọi người nhá. Đấy,
này nó có mấy loại màu cơ, màu cái này nó có màu tím này, màu tím này mọi người này, tím tím thủy chung nhá, để một tím ra, một màu có màu vàng này, mọi người này, màu xanh này. Chiến chơi ba loại màu này cho mọi người xem nhé. Này, có cả màu màu đỏ này. Này. Mọi người nhìn thấy màu màu đỏ không? Đợi chưa một chút. Đây mọi người nhé. Thì sau khi mà chọn thì hộp chọn được, cái chiến cũng chọn được 5 loại màu. Mọi người đẹp không? Màu trắng này, màu vàng này, màu đỏ này, màu tím với cả màu xanh nha mọi người nhé. Mọi người nhìn này. Bây giờ chiến sẽ ném 5 loại kia, 5 viên này nha mọi người nhé. Mọi người xem nhé. Mời mọi người xem này. Màu trắng này. Đấy. Màu vàng này. Ô, xịt rồi. Xịt mới đau chứ. Màu xanh này. Đấy. Màu tím này. Tím này. Ô, lại xịt rồi. Toàn xịt hết mọi người ạ. Đấy, màu đỏ. Màu đỏ thì lùa được cái màu đỏ. Xịt nhiều quá mọi người ạ. Không biết bên trong nó có cái gì mà nó lại lùa được mọi người nhỉ. Bây giờ sẽ bóc một quả rồi để xem bên trong nó có cái gì mà nó lại lùa được. Bên trong sau khi lùa nó phát ra những cái cục cục như thế này. Chứ tự bóc một quả xem bên trong nó có gì mà nó lại lùa được. Mà chỉ đáp đất là nó cũng đã phát lùa rồi. Thế tại chứ nhỉ. Cái clip này thì Chiến hơi chạy trâu một chút, mọi người thông cảm nhá. Chủ yếu làm cho mọi người xem giải trí mà. Chạy trâu một chút cũng được. Cuộc đời mình thi thoảng cũng phải có một vài phút chạy trâu cho mọi người nhỉ. Cái cục này thì lại màu trắng này. Ra toàn hòn trông như cái hòn đá hòn sỏi màu trắng mọi người ạ. Cục này thì nó lại viên màu vàng vàng này, thì biết bên trong nó màu gì đây. Cũng màu trắng mọi người ạ. Nguyên màu vàng cũng màu trắng. Tại sao nó lại lộ được nhỉ? Nó có cái gì mà nó lại lộ được nhỉ? Thôi kệ thì cứ miễn cứ thấy nó đồ chơi giải trí hay được là được mọi người. Bây giờ Chiến sẽ chơi lại tiếp theo cho mọi người xem nhé mọi người nhé. Đây mọi người nhé. Thì hộp này nó cũng y chang như cái hộp kia luôn. Hộp này cũng 50 viên này, 50 PCS này. Nhưng mà cái đoạn này nó cái phân cái màu phân của nó phân bố ấy. Nó đều hơn cái hộp kia mọi người ạ. Nhưng người ta bảo là hai loại này nó chơi như nhau hết rồi, chẳng gì khác nhau cả. Loại này để là Tết sinh nhật thì mang ra chơi người lém cũng lổ bộp bộp chát chát cũng vui vui tai mọi người ạ. Cuối cùng mọi người nhé, cuối cùng người Chiến sẽ chơi một cái loại là Dilophosaurus EGG 12 PCS này. Rồi Chiến sẽ khui một hai cục ra để đốt cho mọi người xem nhé. Ok nhé mọi người nhé, mọi người nhìn thấy đẹp không? Nó có mấy cái màu này, màu xanh này, màu đỏ này, màu tím này, màu vàng này, màu lục này, xanh đỏ tím vàng lục, nó có 5 màu. Đấy, bây giờ Chiến sẽ đốt một cái viên màu đỏ cho mọi người xem nhé. Mời mọi người cùng xem này. Ok mọi người nhé, mọi người cùng xem Chiến đốt luôn nhé. Đấy mọi người có vừa thấy cái gì không? Thú vị mọi người nhỉ. Ok mọi người nhá. Như vậy và Chiến vừa đốt ba loại pháo này cho mọi người xem rồi, nhất là pháo Pokemon này và pháo Iron Man này và pháo khủng long. Thì mọi người thấy trong ba cái loại này thì mọi người thích loại nào nhất thì mọi người cho Chiến xin một cái góp ý ở dưới phần bình luận nhé mọi người nhá. Yên tâm đi mọi người, bình luận cái gì Chiến cũng đều đọc hết rồi. Kể cả mọi người khen chê hay là mắng hay là chửi Chiến đều đọc hết mà. Từ lúc làm YouTube đến giờ thật sự là Chiến đọc rất nhiều bình luận rồi. Là chửi lịch sự có này, chửi có văn hóa có này, chửi sách vở có này, chửi tục cũng có này. Nói chung là Chiến gặp nhiều thể loại những cái ngôn ngữ lắm rồi. Cho nên là Chiến cũng quen rồi. Nên là mọi người có ý gì mọi người cho Chiến biết ở dưới phần bình luận nha mọi người nhá. Rồi. Mọi người thích nhất những cái loại nào trong ba loại này mọi người cho Chiến biết nhá. Rồi, hẹn gặp mọi người những clip tiếp theo nhé. Bye bye mọi người. Mọi người thấy sao về video này?
Hãy để lại ý kiến phía dưới để Chiến biết nhé. Và đừng quên like, share, đăng ký kênh để ủng hộ Chiến nha. Bye bye.